Vào khoảng 18 giờ tối ngày hôm qua thì một vụ sụt lún nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Như quý vị có thể thấy thì ngay phía trước mặt tôi là cái hố sụt lún rất là lớn, có chiều rộng khoảng hơn 10 mét, chiều dài khoảng 12 mét và độ sâu khoảng hơn 5 mét. Cái hố sụt này thì đang chiếm khoảng 1/3 lòng đường của tuyến đường tỉnh lộ 419 chạy qua địa bàn của xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ. Cái vụ sụt lún này đã khiến cho cơ quan chức năng phải ngay lập tức là chặn hai đầu của tuyến đường này, không cho các phương tiện giao thông lưu thông qua đây để đảm bảo an toàn. Tại hiện trường thì người dân cho biết là vào khoảng tối ngày hôm qua thì có một hộ dân ở đây tiến hành khoan một cái giếng. Và khi mà khoan tới cái độ sâu khoảng 43 mét thì bất ngờ là xuất hiện một cái hố sụt có cái chiều rộng khoảng 3 mét và sâu khoảng 3 mét. Để ngăn chặn cái hố sụt này tiếp tục mở rộng thì người dân đã đưa một xe bơm bê tông tươi đổ xuống cái hố này. Tuy nhiên là khi mà chưa bơm được bao nhiêu cả thì cái hố lập tức là mở rộng ra, sụt lún rộng thêm. Với cái chiều sâu hiện tại là khoảng hơn 5 mét. Và hiện tại tại hiện trường thì theo quan sát của chúng tôi thì có 3 ngôi nhà đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái vụ sụt lún này. Toàn bộ cái nền nhà đã bị hút sâu xuống dưới cùng nhiều đồ đạc bị cuốn xuống phía dưới cái hố này. Ngay sau khi xảy ra cái hiện tượng này thì huyện Chương Mỹ phối hợp với xã Quảng Bị đã tiến hành phong tỏa toàn bộ hiện trường, đồng thời là di rời khẩn cấp 8 hộ dân ở cái khu vực này xung quanh cái hiện trường của vị trí bị sụt lún. Hiện tại thì các cơ quan chức năng của huyện Chương Mỹ cũng đang tích cực khẩn trương làm việc để nhanh chóng xử lý hiện trường cũng như là đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống tại khu vực này.